Lao đế tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. lúng túng sau khi quân Ukraine đập tan phòng tuyến sông Oski. Quân Ukraine giải phóng nhiều thị trấn và làng mạc vùng Luhansk. Sau khi quân Ukraine chiếm lại được thành phố Izium, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổ chức một cuộc họp bao gồm các sĩ quan cao cấp của Nga đang tham chiến trong vùng Donbass và lực lượng không quân nước này tới quyết tâm xây dựng một phòng tuyến ngăn chặn quân Ukraine tại sông Oskyi sông Oski chảy từ miền Begorod của Nga sang miền Bắc Ukraine xuống tận phía Nam được coi là một phòng tuyến tự nhiên của quân Nga. Cuộc phản công Kharkiv phải dừng lại ở đó. Vượt sông trong hoàn cảnh chiến tranh là một hoạt động tam go như đã được chứng minh khi quân Nga vượt sông Siversky Donetsk. Ít nhất, hai tiểu đoàn chiến thuật chìm dưới dòng nước, cùng với hàng chục xe tăng và thiết giáp có các đánh giá khác dựa trên số thi thể trôi trên con sông này cho rằng không dưới một trung đoàn nga đã từ trận nơi đây. Tuy nhiên tinh thần của quân nga xuống quá thấp nên họ bỏ chạy về thị trấn Svato. Ông Serhi đại thống đốc vùng Luhansk cho biết quân nga được giao nhiệm vụ phòng thủ ở bờ đông sông Osky đã bỏ chạy trước hỏa lực kinh hoàng của quân Ukraine. Họ chạy về Svato và trốn trong một bến xe buýt quân Ukraine được mật báo đã pháo kích dữ dội vào địa điểm này. Ông cho biết, tại Svato, quân Nga đã tập trung trong một bến xe buýt từ 200 đến 300 quân. Tất cả đã bốc hơi. Trong bản báo cáo sáng thứ Ba 20 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, sau khi vượt sông Oski, Ukraine đã tái chiếm một số làng mạc và thị trấn gần thành phố Silichansk ở phía đông. Phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định rằng đây chỉ mới là các chiến thắng nhỏ, nhưng mang tính biểu tượng. Thứ nhất, điều này có nghĩa là Nga không còn có toàn quyền kiểm soát khu vực Luhansk, một trong những mục tiêu chiến tranh quan trọng của Vladimir Putin. Thứ hai, trong các thị trấn và làng mạc này, có cả những lãnh thổ đã bị quân xâm lược chiếm từ năm 2014. Trong diễn biến mới nhất, Thống đốc Luhansk Sehi Haidai cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đang hoàn toàn kiểm soát thị trấn Bilohorica. Đó là một vùng ngoại ô của Lysychan. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ đuổi những tên cặn bã này ra khỏi đó. Từng bước, từng cm, chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ vùng đất của mình khỏi những kẻ xâm lược. Đoạn video được chia sẻ trên Telegram cho thấy các binh sĩ Ukraine đang đi bộ tuần tra trên một con phố đổ nát. Các lực lượng Nga đã chiếm đóng gần như toàn bộ Luhansk trong hai tháng rưỡi qua. Sau một trận chiến lâu dài và gay go, Bộ Tham mưu của Ukraine đã quyết định rút lui vào tháng 7 khỏi các thành phố Severodonetsk và lysychansk Riêng tại Beresto, quân Nga đã bỏ chạy vào hôm Chủ nhật. Hôm thứ Hai, các tướng lĩnh Nga đã xua quân đội của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Luhan tự xưng đi đầu tái chiếm lại thị trấn này dưới sự iểm trợ của quân Nga. Cả hai nhóm này đã bị đánh bại và tháo chạy khỏi Beresto bỏ lại nhiều xác đồng đội. Trong 12 ngày qua, các trung đoàn Ukraine ở phía đông bắc đã tiến hành một cuộc phản công ngoạn mục, giải phóng hơn 300 khu định cư trên khắp khu vực Kharkiv và buộc các đơn vị Nga phải tháo chạy tán loạn. Khu vực vừa được giải phóng có diện tích bằng một nửa xứ Wales và đi thẳng đến biên giới Nga. Tổng thống Putin đã ra hạn chót cho các tướng lĩnh Nga phải chiếm đóng cho được toàn vùng Donetsk trước ngày 15 tháng 9. Thời hạn này đã trôi qua, quân Nga đã không chiếm thêm được mà còn đang mất dần nhiều lãnh thổ đã bị chiếm trước đó. Có những báo cáo chưa được xác nhận về việc quân đội Ukraine đang tiến vào Lysychansk. Hiện dường như có rất ít triển vọng rằng Điện Cẩm Linh có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ Donbass, bao gồm các miền Donetsk và Luhansk. Vào tháng 3, sau khi thất bại trong nỗ lực chiếm thủ đô Kyiv, Tổng thống Putin cho biết đây là mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt của ông ta ở Ukraine cuối tuần qua quân đội nga đã pháo kích vào thành phố kupian từ các vị trí phòng thủ mới được xây dựng cấp rút ngay phía đông sông oski hàng trăm người đã được di tản tuy nhiên hôm thứ hai bộ tổng tham mưu ukraine tuyên bố đã đánh sập phòng tuyến của nga các cuộc pháo kích vào kupian đã giảm tối đa trong vài ngày qua ukraine cho biết họ đã kiểm soát toàn bộ cả hai bờ của con sông oski theo viện nghiên cứu chiến tranh Nga đã thất bại trong việc gửi quân tiếp viện. Hiện nó đang chịu áp lực và dễ bị phản công hơn nữa. Thống đốc hai đây cho biết các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng đang bắt đầu hoảng sợ. đã có rất nhiều báo cáo về các đội cảnh sát giam giữ những người đàn ông trên đường phố và đưa họ vào quân đội. Ông tuyên bố rằng thông tin liên lạc di động và internet đã bị gián đoạn để ngăn cản mọi người tìm hiểu về những thất bại quân sự của Mạc Tư Khoản. Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc điện cầm linh có hành vi liều lĩnh sau khi một quả đạn pháo rơi xuống cách một nhà máy điện hạt nhân ở miền nam Mykolaiv 300 mét. Hỏa tiễn đã làm hư hại các tòa nhà và thổi bay các cửa sổ. Ba đường dây điện tạm thời bị đánh sập tại cơ sở Pidenokren. nổ lớn nhất ở thành phố Kherson. Trong khi các bloggers quân sự ủng hộ Điện Cẩm Linh cho rằng quân Ukraine đang tập trung vào vùng Luhansk, nhiều hoạt động của quân Ukraine tại miền nam nước này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong bản báo cáo sáng thứ Ba, 20 tháng 9, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Cụ thể, phòng hòa nhạc Yuvelini đã bị tấn công phòng hòa nhạc uvillani đã bị tấn công chúng tôi đang chờ đợi thông tin chi tiết trước đó người dân khe báo cáo rằng một số vụ nổ khác đã được nghe thấy trong thành phố tuy nhiên vụ nổ tại thành phố khe được kể là gây tiếng vàng lớn nhất quân nga được tin là đã biến phòng hòa nhạc uvillani thành một trại lính sau khi bỏ chạy từ các tiền đồn bên ngoài thành phố Bên trong thành phố, quân Nga được tin là có thể tìm kiếm được lương thực từ các doanh nghiệp và các gia đình người Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung cấp đã bị gián đoạn do các cây cầu dẫn vào thành phố đã bị đánh sập. Cô Natalia Humenuk, người đứng đầu Trung tâm Báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết, Chúng tôi duy trì việc kiểm soát các giao lộ và các huyết mạch vận chuyển đến Kherson bằng hỏa lực rất mạnh. Khả năng tiếp tế cho quân Nga là con số 0. Họ sống được chủ yếu bằng việc cướp bóc của người dân, đặc biệt là của các doanh nghiệp địa phương. Lực lượng Ukraine thực hiện hơn 20 cuộc không kích vào các vị trí của đối phương trong ngày qua. Trong bản báo cáo sáng thứ Ba 20 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 21 cuộc không kích vào các vị trí của đối phương, đánh vào 16 khu vực tập trung binh lực và thành trì của lực lượng Nga, cũng như 5 vị trí của hệ thống phòng không trong 24 giờ qua. Quân xâm lược tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc giữ vững các vùng đã chiếm trong khu vực Donetsk, cũng như làm gián đoạn các hoạt động tích cực của lực lượng phòng vệ chúng ta trên một số hướng nhất định. Đặc biệt, lực lượng Nga thực hiện các biện pháp tập hợp lại các đơn vị của họ theo các hướng riêng biệt, triển khai lực lượng dự bị và tiếp tục tiến hành trinh sát trên khẩu những kẻ xâm lược không ngừng tấn công nhà dân và cơ sở hạ tầng, vi phạm các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế, luật lệ và phong tục chiến tranh. Trong ngày qua, quân đội Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công hỏa tiễn và 22 cuộc không kích, hơn 90 cuộc tấn công bằng hệ thống hỏa tiễn hàng loạt vào các cơ sở trên lãnh thổ Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương tại các khu vực Mykolaika, Druha Vesela Dolina và Bakhmut. Lực lượng phòng không Ukraine đã tiến hành 21 cuộc không kích đánh vào 16 khu vực tập trung binh lực và thành trì của đối phương, cũng như 5 vị trí của hệ thống phòng không của quân xâm lược Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định lực lượng Nga ngày càng xa rời thực tế ở Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's forces increasingly divorced from reality in Ukraine, ISW. Nghĩa là Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định lực lượng Nga ngày càng xa rời thực tế ở Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo một nhà nghiên cứu hàng đầu, các lực lượng Nga đang tiếp tục ưu tiên các hoạt động tấn công vô nghĩa ở phía đông Ukraine, thay vì tập trung vào việc phòng thủ chống lại các lực lượng phản công đang tiến công mạnh mẽ của Ukraine ở khu vực phía đông Kharkiv. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết quân đội Nga đang tấn công Bakhmut và các ngôi làng gần thành phố Donetsk, có ý nghĩa về mặt tình cảm đối với các cư dân ủng hộ chiến tranh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DNR nhưng không có tầm quan trọng nào khác. Họ dường như đang hướng một số nguồn dự trữ rất hạn chế có sẵn ở Ukraine cho những nỗ lực này hơn là cho các tuyến phòng thủ dễ bị tổn thương của Nga được bố trí vội vàng dọc theo sông oski ở phía đông Kharkiv. Nga đã phải chịu một thất bại lớn trong cuộc chiến chống lại Ukraine vào tuần trước, khi một cuộc phản công của Ukraine buộc quân đội của họ phải rút lui khỏi những khu vực rộng lớn ở phía đông bắc của đất nước. ISW cho biết người Nga không thể hy vọng thu được lợi nhuận đủ lớn xung quanh thành phố Bakhmut hoặc Donetsk để ngăn chặn các hoạt động phản công của Ukraine, nhưng dường như đang tiếp tục một nỗ lực gần như bằng robot để giành được vị trí ở Donetsk, dường như ngày càng xa rời thực tế tổng thể của cuộc chiến. ISW cho biết Việc quân đội Nga không thể dùng quân tiếp viện quy mô lớn tới các khu vực phía đông Kharkiv và Luhansk đang khiến phần lớn khu vực phía đông bắc do Nga chiếm đóng rất dễ bị tổn thương trước các cuộc phản công liên tục từ các lực lượng Ukraine. Nó diễn ra khi các quan chức quốc phòng Nga cho biết Nga có khả năng sẽ xây dựng một tuyến phòng thủ quyết liệt đối với pháo đài Luhansk, nhưng có thể không có đủ nguồn lực để đối phó với sự thúc đẩy hơn nữa của các lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết quân đội Nga đã thiết lập tuyến phòng thủ giữa sông Oski và thị trấn Svato dọc theo biên giới Luhansk, Chỉ một ngày sau đó tuyến phòng thủ này sụp đổ. Trong bản cập nhật thông tin tình báo hôm Chủ nhật, các quan chức quốc phòng Anh cho biết trong 7 ngày qua, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, ngay cả những nơi mà nước này có thể nhận thấy không có tác động quân sự thức thời. Các quan chức cho biết khi đối mặt với những thất bại trên chiến tuyến, Nga có khả năng đã mở rộng các địa điểm mà họ chuẩn bị pháo kích với nỗ lực trực tiếp làm suy yếu tinh thần của người dân và chính phủ Ukraine. Hai vợ chồng nổi tiếng có ảnh hưởng lớn của Nga trong thông điệp gửi tới nước Nga của Putin. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russian celebrity power couple plus war in message to Putin's Russia. Nghĩa là hai vợ chồng nổi tiếng có ảnh hưởng lớn của Nga lên tiếng chống chiến tranh trong thông điệp gửi tới nước Nga của Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Một ca sĩ nổi tiếng của Nga đã chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một thông điệp trên Instagram. Ala Pugacheva đã yêu cầu bộ tư pháp nga liệt cô vào danh sách các đặc vụ nước ngoài để liên đới với chồng cô là Maxim Galkin Galkin một diễn viên hài và người dẫn chương trình truyền hình người nga gần đây đã được đưa vào danh sách các cá nhân hoạt động như điệp viên nước ngoài của bộ tư pháp nga theo Medusa một tờ báo độc lập đưa tin về nga Tôi đề nghị bạn làm ơn đưa tôi vào nhóm các điệp viên nước ngoài của đất nước thân yêu của tôi trong tình đoàn kết với chồng tôi. Một người trung thực, đàng hoàng và chân thành. Một người yêu nước chân chính và liêm khiết của Nga. Pugacheva viết trong một tuyên bố đăng trên tài khoản đã được xác minh của cô có hơn 3,3 triệu người theo dõi. Thông điệp của cô nói rằng Gaukin mong muốn tổ quốc thịnh vượng, cuộc sống hòa bình, tự do ngôn luận và trong một đề cập rõ ràng về cuộc chiến ở Ukraine, Pugacheva cũng kêu gọi chấm dứt cái chết của trẻ em chúng ta vì những mục tiêu hảo huyền khiến đất nước chúng ta trở thành một kẻ khốn cùng và khiến cuộc sống của công dân chúng ta trở nên vô cùng khó khăn. Gaukin đã đăng một video phản hồi trên Instagram. Cơ sở lý luận cho quyết định này là tôi bị cáo buộc nhận tiền từ Ukraine cho các hoạt động chính trị cùng với họ. Ông nói Trước hết Tôi không hoạt động chính trị Trên sân khấu Tại các buổi hòa nhạc của mình Tôi thể hiện sự hài hước Và châm biến chính trị Như tôi đã làm trong 28 năm Gau Kinh cho biết Anh đã nhận được tiền từ Ukraine Vào một thời điểm nào đó khoảng một thập kỷ trước Khi anh biểu diễn Tại một buổi hòa nhạc ở đó Tất nhiên lý do họ cáo buộc tôi Là vô lý Anh nói tại sao điều này lại xảy ra Tôi không biết tôi sẽ không từ bỏ sự hài hước và châm biếm để phù hợp với bầu không khí chính trị. Galkin là một trong số những người nổi tiếng Nga đã lên tiếng phản đối chiến tranh sau khi Putin tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Anh ấy đã đăng một hình vuông màu đen trên Instagram của mình, cùng với chú thích. Tôi đã nói chuyện với bạn bè và người thân từ Ukraine từ sáng sớm. Tôi không thể tìm thấy từ để nói những gì tôi cảm thấy làm thế nào điều này có thể xảy ra không thể có lời biện minh cho chiến tranh hãy nói không với chiến tranh Gaukin và Pugacheva đã trốn khỏi Nga để đến Israel cùng với cặp song sinh 9 tuổi của họ tờ báo Haaretz của Israel đưa tin vào tháng 3 theo Medusa Cô ca sĩ Pugacheva đã trở lại Nga vào tháng 8, nhưng Galkin dường như vẫn ở nước ngoài. Newsweek đã liên hệ với Pugacheva và Galkin để đưa ra bình luận. Bộ Tư pháp Nga cũng đã được liên hệ. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai máy bay không người lái tấn công của Iran. Theo một quan chức quân sự Ukraine nói chuyện với New York Times, tàn tích của máy bay không người lái tấn công Shed 136 đã được phát hiện trên mặt đất trong cuộc phản công mà Ukraine tiến hành ở các khu vực Đông Bắc trong tháng này. New York Times giải thích rằng vũ khí là một máy bay không người lái Kamikaze mang đầu đạn nặng khoảng 80 pound, có thể được phóng từ phía sau của một chiếc xe tải phẳng. Theo đại tá Rodion Kulagin, chỉ huy lực lượng pháo binh trong chiến dịch Kharkiv cho biết máy bay không người lái lao xuống từ bầu trời mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Ông nói với tờ New York Times, nó đã làm nổ tung trọng pháo M777. Ông nói với tờ Times, đề cập đến việc máy bay không người lái phá hủy một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine. Ông nói thêm, thay vì bắn 100 quả đạn pháo, việc thả một trong những chiếc máy bay không người lái này sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm mục tiêu. Tờ New York Times cũng đưa tin Kulagin giải thích rằng máy bay không người lái này đủ chính xác để tấn công vào một khẩu trọng pháo tự hành ở khu vực gần tháp pháo, nơi chứa thước súng. Điều này lại tạo ra các vụ nổ thứ cấp, ông nói đó là một vấn đề rất nghiêm trọng và nói thêm rằng nếu không có bất kỳ biện pháp đối phó nào các máy bay không người lái sẽ tiêu diệt toàn bộ quân đội của chúng tôi chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em ukraine đang phải trải qua những giờ khắc thử thách khó khăn và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.